mệt nhưng mà vẫn cứ thích ca ca hát. Cuộc đời vẫn đẹp thao, tình yêu vẫn đẹp thao, dù hàm răng không quan chiếc nào, dù thân thể nhăn nheo như là da cam, dù cho tay không cầm bút đường nhưng vẫn còn chào nhau những bước tư tình đấy. Một cái hát hơi cô ba trẻ chiều, một chiếc xe trâu được cụ bà nhà phố, thấy cụ ông đang đứng ở trên cầu. Hello bà, xin chào các cháu, chào các ông các bà nhá. Bà này bây giờ bà đi để kiếm một ít rau để làm bữa tối cho các cháu ơi. Chẳng biết ăn cái gì, hết bữa đến bữa đấy là bà già này này phải đi kiếm canh để thức ăn để làm bữa tối các cháu à. Ấy thế hôm nay mà thời tiết nhưng mà nắng thế không biết nữa, cả buổi chiều đến bây giờ vẫn còn nắng thế này. Đấy. Có quả cà nào không, nào rau gì để làm bữa tối nào các cháu ơi. Đấy à, đây đổi cà, đây đổi có mấy quả cà đấy, để hái cà này về để luộc để chấm muối nào đấy. Bà già là chỉ thích ăn những cái kiểu này đó các cháu à. Đấy. Trời ơi. Hết cái buổi tối là đến bữa tối lên lên. Ăn bữa mà chưa biết ăn cái gì cho nó nên ăn là các cháu à. Cà trồng để nó chín như thế này đấy. Đây. Có mấy quả thôi. Đấy. Cháu ạ, đi xem còn có rau gì nó không để lấy nào. Đấy, đây là cây bởi vì bà trồng đấy các cháu ạ, mà chưa có quả đâu, mà để nó có quả đến đấy ăn. Anh xin chào, có cái bông dừa không nào, chích thoải. Cây dừa ca đu đủ cao thế này làm sao mà lấy được nhỉ, mà không thấy có cái chào ở đâu nhỉ. Để lấy này. À, lấy về để luộc cái để đồ lên để ăn nhỉ các cháu ơi. Hay là bà thử trèo lên xem nào. Đấy, thử xem có trèo được không nào, bà già này xem còn có trèo được cây đu đủ, cây dừa này không nào. Bà thích ăn cái bông đu đủ này lắm các cháu ạ. Bông đu đủ này là luộc đồ lên, mình đồ lên ngon lắm. Thử xem có trèo được không nào. Bà già 70 tuổi, hơn 70 tuổi còn trèo cây dừa. Ấy, trái thổi rẻ rẻ không? Ngã, ấy, lôi ơi, thằng mặc đeo vào đi ấy. Ấy, chị thanh đo. Ấy, nó để lên thì gắt đó. Lôi ra, ấy, ấy. Ấy, đây là chắc ai. Ấy, cảm ơn, ấy, trời ơi, khổ nhỏ luôn là giờ. Lôi ơi. Trời ơi. Thế tụt váy bà ra thì muốn đấy, ăn thì phải lấy chảo cây đu đủ cây dừa đấy, lấy trời đất đấy. À. Thả lời được kẹt thôi, kéo được kia khổ cho bạn lo ra. Ai ơi tụt váy rồi, rơi xuống dưới khổ thân đấy. Ai thôi ơi. Ấy, nó lan lên lên đi đẹp thôi. Ấy, chị đã thả rồi à. Nhỏ cắm đấy. Thằng hai gì đó. Cái lửa trống cuối thì thôi ra. Ấy, hồi ôi. Ui, già hơn 70 tuổi rồi. Còn trèo cây đu đủ. Thì ngứa hết. Bím thì khổ đấy. Mệt quá các cháu ơi. Mà sao mà lấy được đây. Lên đến ngoạn thì sao lấy được đây cháu ơi, các quan ơi. Ôi 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 ôi, cao quá. Còn sao mà lấy được bông nó đây. Ôi ôi trời ơi, đây cao quá không trèo lên nổi đâu các cháu ạ. Già nó đứt hơi đấy. Ôi trời ơi,
mệt quá. Cứ ở ngọn nghỉ thế này. Thế ngã xuống đi. Trọng phải được. Cổ đây khổ. Mà thế nào mà trèo được đây. Ôi trời ơi. Mệt quá các cháu ơi. Ôi. Mà không lấy được đâu các cháu ạ. Thôi bà bỏ tay chống quam đấy cái này. Thôi bà lấy ở đây cho nó gần đây. Đây này. Không lấy nổi đâu các cháu ạ. Lấy được mấy bông này thôi. Trời ơi. Mệt quá. Trời ơi. Thầy già trèo cây dừa, cây đu đủ. Lấy được mấy bông này đó các cháu ạ. Bây giờ xuống cũng khó cơ. Bây giờ xuống cũng khó cơ. Làm thế nào mà xuống đây là. Ôi trời ơi. Ôi. Hết mất rồi. Ôi trời. Ôi. Mệt quá. Về cái này là. Chắc là nước hơi đấy. Tăng huyết áp với các cháu ạ. 70 tuổi hơn 70 tuổi còn trèo cây dừa, cây đu đủ. Đấy. Cái gì muốn ăn thì bảo con cháu lấy cho sao mà phải khổ thế này. Nhưng mà các cháu đi làm hết rồi. Nhưng mà bà già này lại phải kiếm cho kiếm canh để tối làm bữa tối các cháu ạ. Đấy là tụt hết mấy bà già rồi. Ôi trời ơi. Giàu cái gì mà trèo nữa. Đấy. Hỏng. Hỏng ăn cái này ấy. Tụt hết mấy này này. Đấy xuống đây để cháu có cái gì đâu nào. Quả đu đủ. Mình lấy quả đu đủ không nào. Đây. Cây này thì lại toàn là cây cải. Không phải cây đực. Để lấy cái hoa nó. Hoa đu đủ thì luộc cả đồ lên ăn. Ngoan lắm các cháu ạ. Đấy. Mệt quá. Kiếm bữa tối mà mệt quá. Bà già này hơn 70 tuổi rồi mà lúc nào cũng thích ăn mấy cái thứ món của dân tộc Mường quê bà đấy các cháu ạ. Đấy mệt bở hơi tai ra rồi. Thế này thì có mà thẳng hơi là chết rồi. Ôi ôi cuộc đời bà già năm nay hơn 70 tuổi mà lúc nào cũng vui vẻ thế này đấy. Mệt nhưng mà vẫn cứ thích ca hát. Cuộc đời vẫn đẹp thao, tình yêu vẫn đẹp thao. Dù hàm răng không quan chiếc nào, dù thân thể nhăn nheo như là da cam. Dù cho tay không cầm bút đường, nhưng vẫn còn chào nhau những bước tư tình này. Một cái hát thôi cô ba trẻ chiều, một chiếc trái trâu được cụ bà nhà phố, thấy cụ ông đang đứng ở trên cầu. Ấy, mệt quá. Hát cho nó quên cái mệt đi các cháu ạ. Đấy. Đấy. Năm nay là hơn 70 tuổi rồi mà không biết làm cái gì ở nhà. Cái cơm đâu nấu nước này đấy. Hôm thì đi chăn trâu, hôm thì đi giống củi. Đấy. Hôm thì hôm trước là trèo cây mít, giờ hôm nay lại trèo cây dừa, cây đu đủ. Mà có trèo được đâu. Già không lên cao được. Nên là trèo lên là về là ngã là mệt đấy. Lại ngã xuống là lại gãy tò khổ, gọi lấy tò là thôi đã. Để đi xuống đây để xem mà. Còn có cái gì nữa không nào, để cắt thêm một ít canh đó nào. Lấy kiếm thêm một trên chào bác nhá. Cắt thêm một ít cái rau gì để làm bữa tối này nào. Xong có cái rau mùi tàu hôm tây nào không nào. Đấy, có mùi tàu hay. Đấy là vườn nhà bà đấy các cháu ạ. Đấy, vườn nhà bà là rộng lắm, mấy hecta đấy, trồng mấy nghìn cây bưởi. Wow. Đấy là người ta trả nhà bà mấy tỷ rồi nhưng mà chưa bán được các cháu ạ. À. Đấy trồng bưởi năm tới là có quả đấy các cháu ạ. À. Đấy này. Đấy con. Rau mùi tàu với các cháu ơi, hôm tây này các cháu ơi. Đấy. Đấy cho vào thọc cẩm, rau thọc cẩm ăn nó mới ngon các cháu ạ. À. Đấy này. Ôi trời ơi. Cái này lấy xuống đây để ái nào.
trong đó quả quẹn quả gì không nào? Đấy, lẫn lộn vào nó mới ngon. Hai rau muồng xuống đây để kiếm một ít quả cả rừng cả quẹn nào để lẫn lộn thập cẩm vào cho nó ngon nào. Đấy, đi vào đây để hái quả quẹn đó các cháu ơi. Đấy, quả quẹn này tốt lắm, ăn ngon lắm, cho vào bông đu đủ ngon lắm. Đây, có cây quẹn đấy các cháu ơi. Thế bà phải kiếm một ít quả quẹn lẫn lộn vào đây để cho đồ với bông đu đủ ngon lắm các cháu ạ. Đấy, cây này là cây cải rừng tự nhiên đấy các cháu ạ, mình không phải trồng cái gì đâu. Cái này người ta uống hay làm thuốc tốt lắm các cháu ạ. Cái này mà ăn ngon lắm, cái này làm măng ớt nữa. Người chui là không biết món này đâu các cháu ạ. Đấy, quả cà rừng đấy các cháu ạ, đây này. Đấy, cà này tiếng vườn thì gọi là quả quẹn các cháu ạ. Đây này, đấy, đây này, đây này, nhiều lắm các cháu ạ. Mình phải nhặt từng quả như thế này này. Đấy, mang về mình lẫn lộn thập cẩm vào nó mới ngon. Rau là phải thế, rau vườn là nó phải như thế. Nhưng mà là rau... mỗi một món này nó không ngon rau đâu. Bông đu đủ phải có quả quẹn này, quả cà để lẫn lộn vào mới ngon được rau thập cẩm mẹ. Đấy, đây này, mỗi thứ một tí. Đấy, hôm nay thì cũng cây này cũng không có nhiều mấy đâu các cháu ạ. Cũng nhiều người lấy hết rồi. Cái cây này thì nó cây thiên nhiên tự nhiên mọc ấy mà. Đấy, chào cháu nhá, cháu đẹp trai nhá. Đấy, cháu trai đi đâu mà đẹp trai chóp bóp đấy cháu ơi. Đấy, thế là cũng được bữa canh ngon nhà các cháu ạ. Tối nay là về là đổ lên là ăn là ngon lắm. Đấy, này thôi, đơn giản thế này thôi. Quê mường nhà bà thì chỉ có những món ăn quê mường dân dã thế này đấy. Lúc thì là măng chua, lúc thì quả quẹn đồ với đầy vông đu đủ rồi lẫn lộn thập cẩm, rau dừa quả dừa đấy. Muốn lấy thêm mà không lấy có nhiều, cũng có sâu đó các cháu ạ. Con sâu nó không hay ăn đây này. Đấy, con kiến con sâu phải nhiều lắm,